Tại buổi làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kiểm toán Nhà nước vào sáng nay, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục đã đề nghị các bộ ngành xem xét giảm mức thuế suất đối với các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình trong lần sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp lần này để tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Từng làm tổng biên tập một tòa soạn báo, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nêu thực tế, để có được một phóng sự phát sóng truyền hình 2-3 phút, ekip biên tập và quay phim phải lao động vất vả với quy trình phức tạp, nhưng thù lao thì quá thấp, khiến cho đời sống phóng viên gặp nhiều khó khăn, cản trở năng lực sáng tạo. Nâng cao cái truyền thông để đẩy mạnh thống nhất tư tưởng hành động, nhưng mà cái đầu tư nguồn lực cho cái đội ngũ này thì khó khăn. Vì chính phủ hứa rất là nhiều rồi, Bộ Tài chính cũng rất chia sẻ rồi, và chúng ta chờ đợi cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp lần này. Mà nếu cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp này mà không giải quyết được nữa thì lại phải chờ đợi rất là lâu và bỏ lỡ cái cơ hội để tạo ra cái nguồn lực, tạo ra cái động lực để thúc đẩy các cơ quan báo chí phát triển, trong cái điều kiện là truyền thông, là chính sách và cái hoạt động truyền thông để thống nhất tư tưởng hành động đang được rất là quan tâm. Trước kiến nghị của đại biểu về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của phát thanh truyền hình xuống 10% bằng mức báo in, đại diện Bộ Tài chính lý giải thêm về mức chênh lệch này. Ở đây không phải đặt vấn đề là cho nguồn thu ngân sách nhà nước, cơ bản là để là tạo cái sự tương đối bình đẳng giữa các cơ quan báo chí với nhau. Trong số các loại báo chí, hình báo chí thì báo in vẫn khó hơn, chi phí cao hơn và cái thu nhập quảng cáo lại ít hơn. Phần lớn các lĩnh vực mà chúng ta đang khuyến khích đầu tư, kể cả chế biến hàng hóa, nông sản các thứ thì cũng đang ở mức khoảng 15%. Cái này chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu tiếp thu thêm. Đối với cái thuế giá trị gia tăng thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để tiếp thu thêm. Phát biểu tại buổi làm việc, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ về các thách thức trong chuyển đổi số mà các cơ quan báo chí đang phải đối mặt, từ đó đề xuất Bộ Tài chính xem xét giảm mức thuế suất đối với phát thanh truyền hình. Báo hình, báo nói là họ đang không nằm trong cái đối tượng đâu. Bây giờ trong cái cạnh tranh như thế này là đều khó cả. Nếu mà được thì chúng tôi thiết tha là các đồng chí nghiên cứu cái phương án là đưa hết cho người ta về 10% đồng bộ một chính sách. Tôi nói thật là tạo điều kiện như thế cũng chưa đáng được bao nhiêu đâu. Tức là một là bổ sung thêm ngân sách cũng không được bao nhiêu. Mà thứ hai là cái phần hỗ trợ cho các cơ quan báo chí tôi nghĩ cũng chưa phải là triệt để đâu. Còn phải nhiều giải pháp khác, nhưng mà dù sao nó được một việc ấy, nó cũng đỡ cho cái anh em báo chí hơn rất nhiều. Trước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan báo chí còn thấp, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục giúp tháo gỡ. Bên cạnh đó có các chính sách thuế và các hỗ trợ khác để phát triển kinh tế báo chí.